chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Alo. Ôi, tao mau quá. Có bán gà không? Đây quá. Có bán gà không? Có tiền mua không? Bao nhiêu tiền một cân? 100.000 một cân. 10.000 một cân bán không? Không. Không thì thôi. Chị có nhãn 10.000 một cân này này. Nhãn 10.000 một cân hả? Đấy, mua đi, 10.000 một cân. 5.000 hả? Ừ. Mua tất chỗ này đi để cho tao. 5.000 một tiền bán không hả? Đây, bán cho cháu một con. Bán cho cả rổ thần mà. Đấy, cái rổ này bao nhiêu tiền đấy? 50.000 cả rổ. Bao nhiêu đấy? 50.000 cả rổ bơm chống nắng à, tao mang chống nắng à. Không, bà cân lên, không. Nhớ đâu không được một yến thì sao? À. Bà cứ cân tiền nào? Cân lên chắc chắc. Có tiền nào? Cháu trả tu mù cho này 20. Rồi thưa. Lúc mà tối đi, lúc cả lá chơi luôn. Cả lá? Được luôn. Tiền đâu? Không phải 6 cái đâu nhá. Tiền này rửa đi là được. Không, không, vừa lấy tiền đẹp tôi nói. Quất chạy ra này. Bảo cái thằng đại ca giả tiền đẹp tao tự lấy. Không, thế cháu không chơi. 20 cho cả tài, lúc nào về đi chia cho con đâu được. Rồi. Và lúc nào hộ cháu. Không có tiền trả lại, biết cho nó cái. Không có cả lái cho nó về. Không có tiền trả lại hả? Tao mà cả ghê thế. Ai giả nhá. Không, cháu giả luôn. Ông có mang đại ca bảo cháu chơi đều. Ba đi đổi tiền. Đổi 100, đổi 100. Ba đổi cho cháu ơi. Nhất bản lắm. Ba rửa đi. Rửa đây. Rửa đi bán cho 2.000. Ôi. Trẻ đấy à? Con đi. Ba đổi đâu? Em đổi em đổi em đổi. Ai mà đưa tiền bẩn thì cái cầm nào được? Ba đi đổi đấy. Tiền. Bà mua ấy, bà nhãn mày đổi đi. Bà đi đổi đi. Bà đổi đi. Ôi, không, bà này bà đổi đi. Bán trứng mà nhiều tiền lắm. Bà đổi, thôi. Bà bán đấy của bà ấy. Có đây mà không có. Đấy, hôm nay bọn mày lên phơi mày phải giả tao 2.000 nữa nhớ chưa? Xong bà để tiền vào cái túi bóng ấy cho nó đỡ bẩn. Để vào đây. Không, cho giả tiền của cháu vào cái túi bóng ấy. Tiền vào đây. Rồi. Tao đang trêu mày mà tao đang không có tiền thật mà. Đủ. Nhá, kia tao mượn 20.000 nhá kia. Được mấy rồi? 6 7 hết tiền rồi. Còn không. Có nào không có. Rồi, để vào cái túi bóng nữa cháu cầm. Mày đổ tiền bẩn mày lấy tiền sạch mình khô. Tí về trả tao 2.000 để cho. Cháu cho luôn 1.000. 1.000 à? 1.000 lấy luôn. Okay. Bởi vì nó đảm bảo nó phải cho tao lấy luôn. Ok. Cắt răng nào to nhất. Nào, đây cho cháu. Im mà tao buộc cho. Không phải buộc đâu, cháu lần nào cháu cũng trả người ta mà. Này. Quẩn như mắt tay. Sáng nay vừa xem đen xỉ mà rồi. Buộc không? Hả? Buộc không? Không cần, cháu chả cần. Ba bán dưa chuột không hả? Có. Bao nhiêu tiền một cân? Dưa chuột của bà. À, mấy cân hả? Cháu mua một yến nhưng mà 5.000 một cân phải không? Thế thì 10.000. Không được. 10.000 thôi. Bán 15 thì lấy cô lấy 13. Thế thì 11.000. Bán 15 lấy cháu 13. Ôi dồi. Bớt 2.000. Bớt 20.000 một yến rồi này. Một yến là bớt cho 20.000 á. Một yến là 20.000 một yến. Yến là 130.000. Một yến là 130.000. Nghĩa là 150.000 cô bớt cho 20.000 là lấy 130.000. À, 130.000 cháu ơi. Cháu lấy 5 cân thì thành 65.000. 65.000 bà bớt cho 15.000 là thành còn 50.000. Ôi giời, thế thì chả bớt tí nào, bớt thế thì. Bớt là bớt 13 tiền cân. Nhỏ 13 tiền giỏi nhá. Thế thì bán cho cháu 2 cân. 2 cân à? 2 cân bao nhiêu tiền? Cân có 26.000 thôi. Đó, giáp đất rồi mới kia. 26.000 hả cô? 25.000 thôi. Có lấy thật không để cô nhận 25.000 mà. Được. 25.000. Quả thẳng đẹp nhá. Cô nhận quả to ấy.
để cho 3 cân lấy được nhá. 2 cân khuyến mại 1 cân cũng được. Ôi, chuẩn ơi, chuẩn ơi. 2 cân rưỡi được không? 2 cân rưỡi tính tiền 2 cân. Đúng rồi đấy, bà thêm 1 cân này đưa đây cha. Ôi, lấy 3 cân đi. Không, cháu chỉ mua 2 cân rồi. 2 cân à? 2 cân rồi. Đây 2 cân rưỡi này. 2 cân rưỡi tặng cháu rưỡi. Anh cho tươi thừa đấy. 2 cân rưỡi này. 25.000 ạ. 2 cân 25.000, còn lửa cân 7.000 nữa. 33.000. Thế là 30.000. 80 thôi. Đây 33.000 đây. Rồi. Không có 6 không nhỉ? Nào đây giải, đến mạng kia cho cháu đã. 33.000 à? Vâng. Có. Ôi, tiền này thì thôi cô trả lại cho cháu nhá. Vâng. Thế là cháu còn bao nhiêu tiền đây mà đếm của cháu ơi. Đây bà chứng có giảm bao nhiêu của cháu không biết. Cháu 20. Ui, chứng bán được. Thôi tính đúng là nghĩa là 25 cái. Đây, chết lấy một cô cháu 50.000 thì con giảm 70.000. Vâng, thế để vào đây của cháu. Đây bà chứng có giảm bao nhiêu không biết. Đi mua cho nhân dân đất hàng cái nào. Để vào đây của cháu ơi. Đưa chuột ở trong à? Ờ, tiền đưa đây. Con chưa chuột ở cháu. Buộc không thì cầm này thôi. Cháu còn. Cháu tưởng lên ngoài sao. Không, cháu không ăn được cà pháo đâu. Cà pháo pháo đâu. Ăn cơm rồi con. Ai rồi nhỉ? Cái nhân về lâu của măng à? Không phải cháu không có măng nhá. Mày đắp bùn vào để mày lấy tiền. Cháu không đủ tiền mua mít đâu. Mày nhiều tiền nhất. Thế mít 5.000 thôi. Bao nhiêu tiền một cân hạt sen hả? Bao nhiêu tiền một cân hạt sen? 33.000 á? Đặt lớp. Cháu mua 10 hạt được bao nhiêu tiền? 2.000 đất đây. 2.000 con đan, con bao nhiêu? Thế thì 200 hạt là gì đó? 200 hạt á? Thế 2 triệu. Cho luôn. Ôi, cháu khẳng luôn rồi. Nhanh nhanh chuẩn bị lên. Đó. Mẹ mau mua mở hàng đi. Đi
nhỉ? Ấy. Ấy. Cháu mất tiền dính hết đấy, không tiêu đâu. Cháu núp kia. Thế em nhá. Một nửa nải này. Một nửa nải đấy. Sao mang tắm bùn ạ? À? Một nải to này. Này bé nữa nè. À, trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi, hôm nay tao mang được nhiều thứ đấy. Rồi, cháu à, đỉnh cao luôn, đi chợ ơi. Đi chợ đỉnh cao luôn. Ui, sao mà giả rẻ thế? Ôi, túi, túi này nó không ngon mới đâu. Túi này ăn vào là lớn luôn đấy. Nào, anh đi đi để em ở đây em suy nghĩ xem cần cần lấy
hình phạt cái gì? Ai à? Ok, đợi đấy nha. Ok. Cứ đợi. Nào. Bạn ấy bạn lại ca tôi chắc luôn rồi kìa. Nói chung là Mao Đệ nó dùng 100 mua được khá nhiều thứ rồi mọi người ạ. Bây giờ nếu mà muốn thắng nó bây giờ phải có một bài như thế này. Mọi người để xem nhé. Mình chơi sạch chứ không, nếu mà ra chợ là mình nợ được rất là nhiều. Nhưng mà mình không chơi thế, mình sẽ phải thử xem đúng 100.000. 100.000 là mua được bao nhiêu nữa. Hơi bẩn tí, chưa rửa tiền. Đi theo mình nhá. Mua gì gà. Nào? Anh không gà đắt không hả? Gà bình thường nơi ai ăn được. Ừ. Nhưng mà người nhà mình sao ăn được hết. 30.000 là mấy cân? 3 cân à? Ô, bây giờ phải cái gì rẻ nhất cơ? Không, cháu đang đi xem cái gì rẻ nhất để mua. Cái này bao nhiêu tiền cân? Một cân á? À, thế thì tí nữa cháu phải đi hỏi xem cái gì rẻ nhất để mua. Không. Không. Chiếc bí bao tiền cân? 7.000 à? Nghe hợp lý đấy nhỉ? Có cái gì rẻ hơn 7.000 một cân không? Dâu còn đắt hơn. À không, nhưng mà có cái gì như củ đậu bao nhiêu? À, không có cái gì rẻ hơn 7.000 một cân à? À, nghe có vẻ đấy đấy. À, nói chung là mình đã đi một vòng quanh chợ rồi. Mình phải chọn cái loại gì rẻ nhất. Đấy. Giờ hiện tại thì mình đang thấy là quả bí với củ đậu là rẻ nhất, 7.000 một cân. Chưa có cái gì rẻ hơn cả. Khả năng mình sẽ chơi tất cả một thứ thôi, mình chỉ mua một thứ thôi. À, gọi là lấy số lượng địch chất lượng nữa. Không biết nó mua được bao nhiêu cân mà để mà tính 7.000 một cân thì mình phải mua được hơn một yến. Khả năng là sẽ thắng đấy. Phải chơi vài nơi mới thắng được nó, tại thấy nó mua nhiều lắm. Cái này 7.000 à chị? Cho em 14 cân. Làm luôn 14 cân. Bánh có bán cân không ạ? Bánh đúc bán cân, nhưng mà cháu mua hết củ đậu rồi, cháu hết tiền rồi. Bán có 7.000, 20.000, 30.000. 100.000 là được bao nhiêu cân nhỉ? Khuyến mại cho cân nữa, thành 15 đi. Em bán cả 8.000, em lại em có 7.000 hết. Chứ là không mặc cả được à? Được 14 cân mọi người ạ. Đang bảo thêm cân nữa nhưng mà đấy. Đấy, thiếu. Rồi, 100.000 luôn. Tạ. Vậy là được 14 cân rưỡi nhá mọi người nhá. Ui. Chị vuốt cái tiền này đi nha, nó dính đất thôi, không việc gì đâu. Đây, em chín nha. À, thắng chắc rồi. Quả này thắng chắc rồi, mình được 14 cân rưỡi cơ. Cân mà có vẻ bẩn nè. Chứ bẩn gì? Bây giờ tính cân cơ mà, đúng không? Xem nào, thử cái. Ôi giời. Ai cũng. Nhưng em nhiều loại. Cũng ngang cơ đấy, bây giờ phải về cân lên mọi người ạ. Bây giờ phải cân lên thì mới kia được. Ôi nhưng mà em vẫn chưa sợ ảnh. Cũng ngang cơ đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu thôi, nhưng mà bây giờ nhá. Đã
lên ơi. Dạ. Rồi. Đó, đặt cái kia lên. Chìa khóa đâu? Rồi. Nào. Nào, giữ chắc nha. Ok. Ngồi dịch lên. Rồi. Mới về được đến nhà. Bây giờ nào đi xuống. Bây giờ sẽ là kết quả. Nói chung người chiến thắng sẽ thuộc về chiến nhân mi. Em gì đấy? Anh đi qua gặp. Bây giờ nhá, sẽ cân của Mao đệ trước cho nó hồi hộp, tại vì nó không biết số cân của mình. Anh chơi bẩn hay chơi thằng củ không? Này, chơi bẩn cái gì mà chơi bẩn? Chắc em không thấy thằng củ nhỉ? Mày lười là thế. Ôi chết mẹ rồi. 15 cân. Sao nặng thế? 15 cân. Anh không biết đâu. Trong này nhiều lắm đấy. Bao nhiêu đồ đấy? 15 cân. Để tao xem là có cái gì mà 15 cân đấy. Nào. Nào. Hay là cân cho mình hỏng không đấy? Hỏng cái gì mà hỏng? Một quả đu đủ. Đu đủ. Ai à? Một để chứa ơi. Hai nải chuối đấy. Hai nải chuối à? Hai nải chuối chúng mình mua được lắm thế. Cái gì nữa đây? Dưa. Dưa lê à? Dưa lê. Ai dạ? Dưa chuột. Dưa chuột à? Còn đâu là nhãn à? Nhãn núi rồi. Nào quả. 15 cân chết chết cha rồi. Của mình. Mà trắng. Của mình 14 cân rưỡi hay bao nhiêu cân rồi? Hả? À. Lăng cân. Khả năng là tao thua rồi. Ai à. À. Cũng là 15 cân mọi người ạ. Bằng cân vậy. Nói chung là bằng trạng ngang cơ luôn. Cứ thấy em mà cả thêm 2.000 nữa là được. Rồi, anh. Không phải lúc nãy ở ngoài chợ tao cân được có 14 cân rưỡi rồi. Cân nhà mình bị nặng. Thật. Nếu mà thôi nói chung để, yêu anh ấy. Để mà nói thì mình thua Mao đệ một xíu thôi, nhưng mà thế là thua rồi. Hòa tính đầu đi. Hòa gọi là mai test lại, mai chơi lại không? Mai anh tuổi gì, mai em lên level max rồi. Mai anh em mình bối đen hay là bối xanh đỏ tím vàng? Xanh đỏ tím vàng để ra câu gì mới mới nhỉ? Hả? Không, mai bôi đen xì xong rồi cầm cần câu ra ủi khô ấy. Cầm cần câu ra quán bán cá câu. Ui, còn dầu. Ui, nó dính ấy. Ui. Mắc rồi. Quán nó phải xịt nước anh ạ. Xịt mẹ. Dụng hết dầu tao rồi. Dụng hết dầu tao rồi. Dụng hết dầu. Sợ chưa? À, không sao. Để em giúp cho. Ai không. Mày đưa quả chỏm đây của Mao đệ mà khô thì chắc là cũng đấy phết đấy nhỉ. Siêu nhân gạo. Thôi nói chung là hôm nay anh em mình hòa rồi. Ngồi đấy thưởng thức này của mày đấy đúng không? Tao làm của mày quả chuối. Mày có ăn củ đậu không? Đây. Mình chắc thắng như thế rồi mà không thắng được, giỏi thật đấy. Vâng là mọi người nha. Đây, của nó này, còn một đống nhãn nữa này. Đống nhãn này mua bao nhiêu đấy? 20. Điều, chỗ này mà hai rẻ thế. Chỗ này nhất nó phải được hơn 2 cân. Mua của bà đấy, đầu xóm này. Nhưng mà sao của mày cái gì mà nặng thế, tận hơn 15 cân nhỉ? Khoảng rồi. Ừ, cái này nặng. À đây, chuối nặng này. Cái này nặng này thôi. Mấy gà em còn mua nhiều đồ nhé. Lúc nãy mình hỏi chuối là 10.000 một nải hay sao ấy. Mình không nghĩ ra. Được tốt thế, biết thế tao sang có làm 10 nải chuối. Xem nào. Ui, tận 3 cân liền. Mình rốt quá. Lúc đấy mà mình làm 10 nải chuối này là mình thắng chặt luôn. Mày may đấy nhá. Anh may đấy. Tao đi hỏi cả chợ rồi nhá. Lúc đấy nhá, chuối 10.000 một nải này.
củ đậu 7.000 này, bí 7.000, à bí 7-8.000 gì đấy, không nhớ rõ. Nhưng mà mình đại khái là mình thấy 7.000 là rẻ nhất. Nhưng mà mình không để ý là một điều là một nải chuối này có 10.000 mọi người ạ. Nhưng mà cân nặng của nó lên tận hơn 3 cân một tí. Chủ, may đấy, mẩy. Thôi. Em mà cả lên một tí là anh thua đấy. Thế tao gọi là thôi, nói chung là hòa. Hôm nay hai thằng đều hòa, chả mày sao. Hòa cả tao. May cho mày, không tao, hôm nay tao định cho mày. Đáng nghe, hôm nay mà mình thắng là mình sẽ bắt Mao Đệ giữ nguyên cái bộ quần áo này đến ngày mai. À, không, mày thắng hơn chưa. Thôi, clip này anh em mình chấp nhận kết thúc ở đây rồi. Nếu mọi người thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.